Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Nhân Mặt. Và hôm nay mình nó mới đi học về, ba mình mua cho mình món bánh kẹo ngọt đây. Wow. Ừ, bánh kẹo ngọt đúng không? Các bạn thấy không? Bên trong này là bánh đó, với lại bên ngoài là phủ một lớp kẹo. Trời ơi, siêu dẻo dẻo mềm mềm luôn. Và bên trong khi mà mình mở gỡ cái lớp kẹo này ra thì nó sẽ như bánh vậy đó. Giờ mình sẽ ăn nha, mời các bạn. Mời các bạn nha. Vừa hấu. Hạt này làm từ bánh gì nữa luôn á. Mà nó không có tan liền trong miệng như bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh nó đâu có tan. Ui, quả ớt nè. Ớt thấy ăn hai quả lận. Nè, quả nè. Quả thứ hai nè. Cà rốt thì có ba cái. Lê thì có ba cái. Còn mận thì lại có sáu cái. Ui. Còn gì nữa ta? À, bơ. Bơ có hai cái. Tỏi có hai cái luôn. Này gì ta? Các bạn nha. Này gì các bạn biết không? Nếu là bạn nào biết nhớ bình luận xuống cho Mr. Nhân Mặt biết nha. Được luôn.
băng băng. Đó, giờ mới làm được. Cái này nó cũng lớp phủ bên ngoài kẹo, nó cũng mềm. Mày uống sao ngon biết. Chưa, phải bóc cái này ra trước. Bóc cái này ra trước. Bóc cái này ra. Bóc cái này ra. Dỗ nó. Đồ lăn nghe tức. Cái hạt của nó có thể như thế nào. Ngon quá. Mà bây giờ ông đã thấy video này hay, hãy cho biết cho như mặt một hai đăng ký chia sẻ, cũng chia sẻ cho bạn bè cùng coi nữa nha. Nhớ bình luận nhanh tay nha. Ấn vào trong cái chuông á để mà khi ra video mới các bạn có thể nhận được nha. Giờ thì bye bye.